Ví dụ như lên thăm ổng đồ mấy người có bệnh đó là mới cũng như ngồi vòng vòng ngoài này nè, ổng ở trong hang đó, Dạ. mới điện ổng có cái đồ như giật ổng nghe gì đó, như chỗ cái miệng hang ổng đóng cửa rồi. Wow. Rồi Kinh bắt đầu dữ ổng mới à. đi từ từ mò ra thì ai bệnh đó ngồi đứng đồ vòng vòng xếp hàng với ổng lại, ổng lấy cái tay ổng gờ lên trên đầu Dạ. đó, chứ không có uống thuốc cũng vậy trơn á, mà không có kêu mua thuốc mua gì luôn nữa, ổng chỉ gờ lên đầu thôi à, mà rồi hết bệnh đó. Tại Trời. vì chú hồi một lần chú cũng có ổng có gà một lần không thiệt À, đó, vậy hả? mà lạnh lắm, cái tay lạnh như nước đá sao vậy đó. Vậy Ổng hả? điện thoại ra là quay rồi bắt đầu mở ra cho mình coi, đó Quay là vậy luôn. có đúng rồi, là mấy mình mới tin, Trời ơi. chứ đúng ra là mình không có tin luôn đó, Dạ. là chỉ có một người thấy, ba đứa thức hết trơn nhưng mà có một đứa thấy à Dạ. đó. Bạch trên trời cái gì? Đây, trên đây. trời, nhìn lên trên trời trên Bạch đó kỹ nha. Dạ, dạ. bạch. Cái bạch trắng Dữ bự lắm. luôn á, À, là ghê lắm. ngồi đốt cái đống lửa nhỏ xíu cháy lan 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 từ từ, là tỏ bự tỏ mẹ ra chút xíu là đầu mắt luôn á, Cách đây 3 tháng. khoảng cỡ khoảng độ cả 3 tháng vậy Ba đó. tháng là ngay chăng cái lúc mà hạn hán chỗ. Đúng rồi. Ha, ngay À, lúc hạn hán quý vị. hạn Ha, thì đó là cũng như là một cái điềm báo thôi. Và kính thưa quý cô chú anh chị, thì đây một cái hình giống như là cái đầu ông gắn quý vị. Và Châu Phú xin giới thiệu đến quý vị đó, thì tại sao ở đây một cái khối đá lớn quý vị mà tự nhiên chẻ ra làm đôi để làm cái đường để cho bà con cùng với ông Hai Khuyên đi lên đây nè quý vị ha. Và Nam Mô Di Đà Phật, thì Châu Phú gọi là ông Hai Khuyên để quý cô chú anh chị biết, để không thôi Châu Phú nói ông Hai sợ mình không biết ông Hai nào. Đây quý vị, rồi chẻ cái tảng đá này này nứt ra làm hai nha quý vị. Đây đây chẻ làm đôi luôn, đây rất là đặc biệt ha. Tạo thiên lập quá tạo thành, đúng rồi, chẻ cái làm hai luôn, tảng đá này chẻ cái làm hai luôn à, bằng mí luôn nha quý vị. Bên đây lõm là bên đây lòi quý vị nha. Dạ. Mỏng vậy đâu mà quá mỏng yeah. quá luôn ha. Dạ. Trời ơi. Lạ gì ta? Ở đây nè, cháu. Ở đây yeah. có cái ổ mối rất là lớn quý vị. Thằng kỳ thiệt. Dạ. Gọi là cái ông thằng mối đi. Đó cái tảng đá lên cho chúng sanh thấy biết rằng là cái sức lực quay lực của quay thần đó là mạnh vô cùng. Không nhận mỏng ha. Ừ. Tảng đá này có quá chừng luôn này. Đặc biệt ha. Giống như lử cá đao không quý vị? Hai bên nơi tán dọn này chắc giống như lưỡi cá đao vậy á. Dạ. Là cá đao để bảo vệ là cá ông đó quý vị. Không phải đâu chú ơi, cái này á, nếu mà chiều dài nó là cỡ khoảng trên 5 thước rồi nha. Chú nghe nói thanh gươm là thanh gươm 3 thước đó nhớ không? 2 thước làm cái chỗ cầm. Còn này giống như cái bản bản không phải đâu. Cái này mình quay ngược lại ha. Tiếp đây. Giống cái quạt của quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu. Cái quạt ở trên đó. Dạ đúng rồi, nó kìa trời đi. Đúng rồi, rồi. Rồi tiếp tục luôn. Đó mà. Cứ cái quạt này. Ồ ở đây đó chim nó kêu réo hót rồi quá ha, quá ngày bây giờ. Tiếp luôn. À vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, đó là một cái chuyện lạ nha quý vị. Đó. Thì Châu Phú mời quý vị đi cỡ khoảng 10 phút nó sẽ tới cái nơi mà ông Hai ẩn tu nha quý vị. Ma Thiên Lãnh. Ma Thiên Lãnh. Wow. Lần đầu tiên leo núi luôn hả con? Đường đi rất là hiểm trở nha quý vị. Leo quá bị té chảy máu mà vẫn luôn. Không đau luôn ha. Wow. Sắp leo núi không? Quá luôn quý vị. Có việc đi nữa con kia nữa không? Nói chơi kìa, giống Châu Phú đê, trên đây nhìn quay xuống đó giống như một cái hình nhân hình người nha quý vị. À, một vị sơn thần hay gì quý vị ha, trẻ ra. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Còn ở đây thì cũng có đá trẻ ngay đây nữa nè quý vị, trẻ đôi nha. Ở đây giống như là hai vị sơn thần lớn nha quý vị. Đó, sơn thần ông có thể là sơn thần bà nó không chừng ha. Dạ. Tiếp tục cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha.
tiếp tục luôn quý vị ơi. Ở đây ve kêu rất là nhiều nha quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Châu Phú đi tới đây đó. Trước tiên thì con của Châu Phú đã ngửi thử cái mùa, hít được cái mùi thơm lạ quý vị. Và Châu Phú đi lên đây thì cũng hít mùi thơm lạ ha. Tại đây còn rất là hoang sơ nha quý vị. Quá luôn. Cái cây này cổ thụ rất là đẹp nha quý vị. Hình dáng lạ nha. Hai chào chú Út nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chú Út có ngửi được mùi thơm không chú? Có nghe mùi thơm, không biết mùi gì nha. Dạ. Rừng núi thiên nhiên. Cái con ngửi được cái mùi thơm giống như mùi của loài hoa gì đó. Thơm lạ lắm. Không nghe mùi thơm đâu. Mùi thơm. Lỗ mũi em bị nghẹt. Không biết thơm gì chứ. Ở đây nữa đó, mới thỏng nữa đó. Nha. Quá tài. Cuốn nó đi kiếm mùi thơm rồi kìa, nó chạy ra làng luôn rồi. Đoàn đi phía trước đang đợi mình anh em ơi. Ơi khoan nó đi. Không có, nó quay lại cho bà con biết chừng đá trẻ nãy anh nói đó. Khoan nó đi. Ơi hỏi trong đoàn mình nãy giờ có ai ngửi được mùi thơm không hả? Có không? Trong đoàn mình nãy giờ có ai ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ không? Không để ý luôn ai. Tiêu rồi. Vì phải nằm núm mới chơi cái lô mũi bên em bị bệnh. Nằm núm không sợ chốt nó có gì. Sư huynh nó có gì để nằm đơn nằm núm đi chốt hả? Nãy giờ thông báo với mấy quân đệ là có mùi thơm thoang thoảng nha. Không thấy bông, thật tình là không thấy bông. Nhưng mà cái mùi thơm đó giống như một loài hoa gừng gì đó. Nhưng mà mình đi để gì không biết cái bông chuyện nha. Cú mà đi qua bên tóc có mùi thơm dữ lắm luôn. Dạ. Này có nữa nè. Có. Này có nữa nè. Mùi thơm của tôi có cây trồng cũng khó thấy. Chú Út nãy chú có xịt dầu thơm không chú Út? Không. Nãy giờ mũi nó xịt nó xịt dầu thơm chống tụi luôn. Mũi dặn không à? Tiếp tục. Wow. Tới hả chú? Sắp tới quý vị. Đây cái ổ mối ở đây là ổ mối nào, ổ mối nấy bị lớn nè quý vị. Dạ. Gần tới Ma Thiên Lãnh rồi nha quý vị. Khi mà tới Ma Thiên Lãnh thì có ba ổ mối lớn, ở đó là ổ mối chúa. Ở đây ổ mối con và cháu chắc nha quý vị. Đây nè, bên đây ổ mối chúa nữa nè. Hai bên là hai ổ mối chúa nha quý vị. Cái gì chú? Quá luôn rồi. Đây khi mà tới gần Ma Thiên Lãnh thì có những ổ mối chúa không nha quý vị. Đây. Đường lên Ma Thiên Lãnh đi theo lối này. Rồi mời quý vị tiếp tục đi nha. Wow. Quá luôn rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
Mấy thằng già con nghe nó kêu là đi về, đi về, đi về, đi về. Quá luôn rồi, bắt đầu xuống giật quý vị. Đi lên rồi đi xuống. Đi từ từ Phúc. Quá. Căng ha. Quá luôn rồi. Cái này bắt đầu cái chỗ đoạn này lòng giãn cho ha. Dạ. Quá quý vị ơi. Chưa có cái bài giảng gì ơi. Gần tới nha quý vị. Không thấy quý vị. Miệng thì to mà cái mình thì nhỏ. Cho nên cho Phú quen không được. Gặp mình đi ra nói kêu. Mình thuốc lạnh cho nó bớt nữa. Đúng ra là nếu mà theo mình lội được tới đỉnh là mình mừng mà nó đã ăn tu rồi ha. Sao ông hai ông kiếm qua tới cái gò đi xuống xuống vực nữa ta. Ồ tới nè, tới đá nè. Cái ông này giống như ông rồng canh giữ vậy ta. Sư tử, sư tử. Sư tử hả? Ngồi qua. Đó, đó, giờ tôi quay lại giống mặt sư tử không kia. Quẹo đầu kia. Đây nè, hai ông hai bên nè. Ở bên đây nè mới giống sư tử nè. Đây nè, mặt sư tử nè. Hai ông hai bên. Đây nè. Đó. Nè cái chân trước kìa. Mũi nữa kìa. Chân trước kìa. Ờ. Chỉ tiếp luôn em. Rồi bên đây ông sư tử. Miệng kìa. Cái gì ơi, rồi bước xuống chút xíu, bước xuống. Mũi đó. Bước xuống chút xíu. Xíu nó thấy rõ cái này nữa kìa. Đúng rồi. Dạ. Nè mũi nè. Bên đây đó nè quý vị ơi. Hai ông sư tử hai bên nha quý vị. Rồi bước vào trước kìa. Chúa. Nè. Tôi chúa tới Sơn Lâm à. Đây. Có lũ mũi nữa quý vị ơi. Ha. À. Đây cái tảng đá ở trên này là nhìn tôi tưởng như đó là ông sư tử đó là. Bên đây ông đó nè. Ừ, nó đang ngồi quay mặt xuống dưới đó. Dạ. Hai ông hai bên nha quý vị. Tới Ma Thiên Lãnh là có hai ông hai bên chắn giữ nha. Đây nè. Quá luôn rồi. Đó cái giò trước ông ở đây nè quý vị. Ồ, mặt sư tử luôn quý vị ơi. Quá luôn rồi. Hai ông hai bên rõ ràng nha quý vị. Bên đây ông nữa nè. Nè, mé bên đây ông nữa nè. Ba ông luôn nha chú. Rồi tiếp tục cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Tới Ma Thiên Lãnh thì cái đường đi xuống là bà con phục dựng lại nha quý vị. Chứ ngày xưa là ông hai phải đi vòng xuống đây nè quý vị, chứ không có đi cầu nha. Đi cái cầu thang nè. Ngày xưa ông hai là đi vòng qua kẻ này nè. Bà con bây giờ đi bên đó chợt hay chợt, cho nên nó làm một cái cây cầu nha quý vị, để cho mình đi cho thoải mái nè. Đó, đúng rồi, xưa đi méo bên đó đó. Bây giờ bà con phục dựng lên một cái cầu để cho đi tham quan dễ quý vị. Kính chào quý khách.
Rồi tiếp tục thì kính thưa quý cô chú anh chị, khi tới đây là một cái không khí mát mẻ rõ ràng luôn ha. Tại đây quý cô chú anh chị khi mà vô đây ngồi là khi trời mưa là không ướt nhau quý vị. Và nghe nói trên đây có một cái giếng nước rất là thần kỳ, nó không bao giờ cạn, thì không biết bây giờ hạn hán bây giờ còn không nhau quý vị. Cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Quá mát. Tiếp tục luôn. Tới rồi quý vị ơi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chỗ linh thiêng đừng xả rác. Khoan thôi, quay đây luôn đi chú ơi. Quay đây đi con chào chú nha. Chú là chào huynh đệ cho nha. Chú ơi, chú làm ơn cho con hỏi là ở trên đây con nghe là kể rằng có một cái điểm mà có cái gì, giống như cái chỗ mà nào mà có nước đó chú, có nước hoài nó không cạn chú. Nước hoài không cạn rồi cái đó ở trong cái gọp lớn, cái gọp đá lớn á. Dạ. Là nó có hang ở trong trổng, là hang hồi xưa người ta làm, nó tới mùa hạn nó cũng không hết nước luôn nữa. Dạ. Đó. Nhưng mà ngay chân điểm ông Hai Tu nè, có chị Trúc hay gì đó, chị nói với con ở trên đây có một cái điểm, chú biết điểm đó chưa? Điểm hang nước hả? Hang ở đâu trên đây nè, ông Hai, chỗ gần ông Hai Tu nè. Trong này thì không có thấy nhưng mà có ở dưới này nè, dưới này có cái gợp nước chảy nhiều lắm nè. Vậy đó hả? Gần cái công tiên dưới đây. Gần sang tiên hết chú. Là có cái gợp nước chảy hoài ha. Cái ngay chỗ cái căn thượng này thì chú làm ơn cho con hỏi á. Hôm nay á là con trở về đây để mà khám phá tìm lại cái di tích, gốc tích mà của ông Hai ngày xưa tu tập đó chú. Thì chú có biết là ngày xưa có ông Hai đi về đây tu không chú? Có biết là lúc trước thấy ông ở đây lúc mà là có nghe nói, rồi cũng có người bạn gì của ông đi lại đây thăm ông đó nè. Dạ. Rồi ông mới ra lại tới đây thì thấy ông Hai ông mới đi rồi ông mới buồn quá, ông lúc đó ông xuống dưới sân tiền vậy đó. Dạ. Là ông mới nhảy, ông tự dặn ông chết luôn đó, ông đó không là kêu dạ. Đặt ổng là tên ông Bảy Trực Thăng luôn đó, là ông đó đó chú, là dạ. Đây, chú đứng đây với con nè ha, quay qua đây nè chú. Hai chú cháu mình làm ơn cho con hỏi kỹ lại là ngày xưa cái ở điểm này là có ông Hai, cái hình tướng ông như thế nào mà chú gặp chứ? Tướng ốm mình dây mà cao độ khoảng cũng khoảng mét 8 à, mét cỡ mét 7 mét 8 á. Cao dữ vậy đó. Cao lắm đó. Đúng rồi, cỡ đó đó. Nhưng mà chú lúc đó là chú cỡ khoảng bao nhiêu tuổi? Lúc đó khoảng cỡ bốn mấy tuổi. Lúc đó là lúc chú lo biết ổng nè, là lúc đó cỡ bốn mấy. Ông Hai bốn mấy tuổi? Ở đây. Chú bốn mấy hả? Vậy là chú gặp ông Hai cách đây cỡ khoảng bao nhiêu năm mà? Gặp ông mười mấy năm mà. Mười mấy năm hả? Ờ. Mười mấy năm trước rồi. Vậy thì khi mà chú gặp ông Hai đó là chú thấy cái hạnh nguyện của ông như thế nào mà chú nhớ tới giờ vậy? Tại vì thường thường bà con ta đi lên á, người ta ví dụ như lên thăm ổng đồ, mấy người có bệnh á là mới cũng như ngồi vòng vòng ngoài này nè, ổng ở trong hang đó. Dạ. Mới điện ổng có cái đồ như giật ổng nghe gì đó, như chỗ cái miệng hang ổng đóng cửa rồi. Wow. Đồ ổng mới đi từ mò ra thì ai bệnh á ngồi đứng đồ vòng vòng xếp hàng với ổng lại, ổng lấy cái tay ổng gờ lên trên đầu. Dạ. Chứ không có uống thuốc cũng vậy trơn á, mà không có kêu mua thuốc mua gì luôn nữa, ổng chỉ gờ lên đầu thôi à. Mà rồi hết bệnh đó. Trời tại ơi. Vì chú hồi một lần chú cũng có ổng có gà một lần không thiệt. À đó. Vậy hả? Mà lạnh lắm, cái tay lạnh như nước đá sao vậy đó. Vậy ổng, hả? Ừ. Cũng ốm như lắm ốm luôn, xương với da không. Vậy nè. Dạ. Dạ là ông Hai á là chú thấy ông có nấu nướng gì không? Không có nấu cái gì hết trơn, không thấy ông nấu gì trơn, lên đây là không có thấy ông ăn uống gì trơn, mà ông hang không. Ở trong hang không? Ờ. Cũng rất là đặc biệt ha. Mà theo chú nghĩ là ông tu mà nếu mà ở đây không nấu nướng gì trơn rồi sao ông ăn gì chú? Nó ông ăn bông rồi. Bông với gạo đọt cây rồi đó. Nghe lắm. Ờ. Dạ. Vì ông uống nước chứ không thấy ông ăn gì, không có nấu đồ gì chứ không có thấy. Cái hạnh ông Hai là còn hơn thích mình tại đó vậy. Dạ. Cũng đặc biệt ha. Như chú biết được nhiêu mà chú kể chứ. Dạ.
Rồi, à, chú thấy ông có nói chuyện đồ này kia không chứ? Không, không có, ít là không có nghe nói đâu, ít lắm. Không nghe nói hả? Đúng rồi, ông chỉ lấy giấy viết, ông ghi thôi chứ không có thấy ông nói chuyện. Ghi là... Như mình, ông dặn mình sao sao vậy đó. Khi mà gờ đầu rồi ông dặn đúng, mình đúng ha. Rồi. Dạ, ồ, cũng rất là đặc biệt ha. Và cái lúc đó là chú bị sao mà ông gờ đầu chú? Lúc đó mỗi lần cũng như bị sốt đó, dạ. Nóng lạnh đầu hoài vậy đó. Dạ. Rồi ông lại ông gờ lên là chú về là chú thấy con người nó khỏe lại liền con á, chứ không phải là chú nói thêm bớt gì. Dạ. Ờ đó, còn những người khác thì chú không biết thiệt, chứ chú thực tế thì ổng có gào chú một lần. Là tới à. Giờ là thấy chú thấy chú còn khỏe không? Cũng đỡ, ờ thấy. Có sốt không? Cũng ít, nó cũng đỡ nhiều. Dạ, vậy ha. Ở gần núi là ưa có vụ sốt đúng rồi, sốt á. Lúc đó chú lên là ổng gờ về đâu khoảng 1 2 ngày sau là thấy khỏe mình lại liền luôn á. Dạ. Thấy bớt luôn, biết không? Dạ. Nó nóng lạnh hoài. Đặc biệt ha. Và thưa chú à, con à, khi mà con về bển á thì con tìm hiểu đến cái nơi mà ông Hai đó là ngày xưa ông Hai tu bên đây, là con nghe kể rằng á là ông Hai á là độ á là hai con quỷ, lúc đó đó là đi chung với lại á là huynh đệ tới đây là không ai dám vô trong đây hết trơn quý vị, không người nào dám vô trong cái hang này hết trơn á, tại vì vô đây là một cái nơi á rất là linh thiêng và chắc có lẽ là bị hai con quỷ đó hành đuổi hoài đó quý vị, cho nên đó là các huynh đệ mới nói với nhau rằng nếu mà ai dám xung phong mà đi vô trong hang này á mà ngủ được một đêm đó thì á là à, tôn làm sư huynh ha, thì ông Hai quý vị là phong xung phong giơ tay lên là cái người đi vô là đầu tiên luôn quý vị. Và kính thưa quý cô chú anh chị, lúc đó đó là ở đây là trời mưa lắc gắt nha, và mấy ông đạo thì cũng chen chúc với nhau rồi chờ ông Hai đi ra nhưng mà không dám vô trong. Thì trong cái đêm mưa đó đó là ông Hai ngồi ở trong á, nghe nói á, là hai mẹ con thủ thỉ với nhau rằng á, là con thì kêu mẹ vô đi ha, vô đi mẹ lạnh quá, tại vì hai con quỷ này bị chết dưới biển quý vị, cho nên đó là mẹ nó thôi không dám vô. Ở trong đó đó có là các vị long thần hộ pháp đang hộ ở trong đó đó, cho nên không dám vô. Thì ông Hai á, mới lắng nghe rằng cái tiếng người á, thủ thỉ gì đó mà không dám vô, ông ấy cũng không biết là ma quỷ gì đó, cho phú kể mà còn gỡ người nữa. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, khi đó đó là ông mới nói ai đó qua cho vô đó vô đi ha, thì hai mẹ con lại đi vô quý vị. Kính thưa quý cô chú anh chị, khi mà hai mẹ con đi vô rồi đó thì á, là gặp ông rồi á, là quỳ xuống lại. Thì khi đó đó ông thấy á, là hai cái nanh á, là quỷ mẹ thì nó dài, quỷ con cũng một nanh nhưng mà ngắn hơn quý vị. Thì ông mới bảo rằng á, là bây giờ á, là tại sao mà chết rồi mà không có chịu đầu thai, cũng như là hỏi thăm đó. Thì hai mẹ con mới kể rằng á, là đi ở dưới biển này đó là bị cướp biển giết, cho nên á, là không có thể đầu thai được. Mà nếu mà muốn đầu thai là phải có người thế mạng quý vị. Quý cô chú anh chị cũng biết vụ thế mạng đó rồi. Thì kính thưa quý vị, khi đó đó ông mới nói rằng á, bây giờ nếu mà đợi tới người thế mạng á, là biết bao lâu. Bây giờ á, hãy nghe lời ông á, niệm Phật đi á, niệm Phật á, để mà cầu được á, giảng sanh, không có đầu thai làm á, cầm thú, không có làm quỷ nữa á, vì á, một nanh như thế này là cả mấy trăm năm, cả ngàn năm rồi. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, sau khi mà ông khuyên như vậy đó thì cái thần lực của ông đã truyền tải đến hai con quỷ này. Thì lúc ấy đó là con quỷ mẹ kêu quỷ con niệm Phật, thì hai mẹ con cùng niệm Phật với nhau. Thì lúc đó đó là niệm Nam á, thì Mô A Di Đà Phật quên, mà Mô A thì Di Đà Phật cũng quên ha. Đó mà niệm hoài cho tới gần sáng luôn quý vị. Thì kính thưa quý vị, cuối cùng đó, quỷ mẹ niệm được trước, thành Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó là màu nhiệm hai cái nanh đó quý vị rụng liền đó. Thì xong quỷ mẹ mừng quá rồi ha, mà lúc đó là cũng tờ mờ gần sáng rồi, đồng đạo đồ chờ ông Hai tưởng đâu là chắc chết trong đó rồi ha, sao mà thấy im gu luôn. Thì ông Hai nghe xôn xao ở ngoài, ông Hai mới nói với quỷ mẹ rằng á, thôi bây giờ qua đi, bây giờ ở đây dạy cho con á, là niệm Phật đi ha. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, thì từ khi mà quỷ mẹ rụng rồi nanh rồi đó thì quá ra đẹp lại, thì ở lại gáng dạy cho con của mình niệm Phật. Thì lúc đó thì con của mình tới của bà đó tới sáng niệm Phật cũng xong, thì ông đã độ thành cho hai con quỷ là quỷ mẹ và quỷ con tại đây. Và từ đó về sau nghe nói là ông ẩn tu tại đây luôn
đó thì Châu Phú nghĩ chắc là quỷ mẹ và quỷ con cũng hộ cho ông. Và cách đây đó là cỡ khoảng vài tháng, Châu Phú nghe người dân đã kể rằng có 3 người là từ trong đất liền đi ra đây và thấy cảnh ở đây thiên nhiên và mát quý vị. Thường thường về non núi là thích ngủ ở ngoài trời gì nữa quý vị, mình đi dã ngoại cũng vậy, gặp cái chú khỉ bạch như thế nào cho phú mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chào chú ơi. Dạ A Di Đà Phật. Chú ơi, chú có thể quay qua đây để cho máy con ghi hình được chút xíu ha. Chú là mang chia sẻ giùm cho con đó là chú là người dân địa phương đây, chú chạy xe ở đây đó, chú nghe kể là cách đây cỡ khoảng bao lâu mà có khỉ bạch xuất hiện chứ? Ừ, có khoảng cỡ có ba tháng à. Dạ. Là ba đứa du lịch đó là đi lên trên đây mới cắm trại trên đây nè, là ở dưới cái sân tiên dưới đó, sân tiên dưới này. Dạ. Là nửa đêm khoảng độ chừng 10 giờ 11 giờ gì đó là có một đứa nhìn lên trên không gian á, là thấy có một khỉ bạch là ngồi đang đốt cái đống lửa nhỏ lan từ từ bự ra. Dạ. Nhưng mà chỉ có một con một thấy thôi. Dạ. Là mình cũng không tin nữa, rồi về kêu lúc đó là chở mấy cậu xuống rồi hỏi kêu mấy cậu mới lấy điện thoại ra là quay bắt đầu mở ra cho mình coi, quay lại luôn đó, đúng rồi là mình mới tin. Trời chứ đúng ra là mình không có tin luôn đó. Dạ. Là chỉ có một người thấy, ba đứa thức hết trơn nhưng mà có một đứa thấy à. Dạ. Trên trời cái gì, trên trời đây. Nhìn lên trên trời chảnh á. Dạ. Để bạch trắng bự luôn á, là ngồi đốt cái đống lửa nhỏ xíu cháy lan từ từ là tỏ bự tổ mẹ ra chút xíu là đầu mắt luôn á. Cách đây ba tháng, khoảng độ cả ba tháng, ba tháng là ngay chăng cái lúc mà hạn hán chú. Đúng rồi ha. Ừ. Ngay lúc hạn hán quý vị ha, thì đó là cũng như là một cái điềm báo thôi. Ừ. Ha, một cái điềm báo hạn hán mà chú tính thì con đi xuống Cà Mau cứu nước vậy đó. Mà chú nghĩ đi cái con sông mà có đi bộ ngang sông được rồi đó, giờ chú có từng đi ngang sông đi bộ được chưa? Ừ. Phải đi ghe không phải không? Đúng. Mà phải đi bộ đó là con nghĩ đó là một cái điềm báo đó chú. Rồi mai mốt có thấy là cái gì nữa báo giùm cho con nha. Ừ. Chỉ có ghe đồ đi biển đi ốc đâu nè chú. Dạ. Là đợt đó cái chú đó chú nằm bằng đêm là chú nhìn là chú thấy Phật như là Phật Bồ Tát gì biết mà. Dạ, chụp cái hình, quay lại nè chú. Chụp cái hình vô điện thoại luôn, lên đưa là với gan luôn vậy đó. Nhìn lên trời á. Hình gì chứ? Hình của Phật. Phật hình như là Phật Âm hay Bồ Tát hay là Bồ Tát. Dạ. Phật Âm hay Bồ Tát. Mẹ sao sao ha. Dạ, Nam Hải ha. Đúng rồi. Chú... cái hình đi gan luôn á, thấy rõ luôn á. Ở gần đây nè có một cái cây thiên tế, là con nghe kể cây thiên tế đó là như thế nào chứ? Cây thiên tế ở bên đá Ông Rồng à. Dạ. Thì cái cây đó là hồi xưa là lúc đó còn hoang dã lắm, là người ta đi rừng đồ nhiều, người ta lấy kiển lấy cảnh đâu đó. Dạ. Là cái cây đó lúc đó còn nhỏ, là người ta tính lại người ta lấy, rồi không biết người ta phát dọn sao đó mới chặt trúng cái cây đi, ở đầu mới thấy chảy máu ra đó, rồi người ta mới giấy vàng, rồi người ta không dám lấy nữa, rồi về người ta cũng từ đó tới sau là không có ai dám lấy vàng luôn, bây giờ là lớn bự luôn, là tới bây giờ luôn, bây giờ là lâu rồi đó, tính ra cũng cỡ 4-50 có rồi đó, 4-50 rồi đó. Mà cái hình, đó giờ bự lắm rồi. Cái hình dáng của ông là nhìn thấy gì chứ? Y giống gan gì? Như Ông Rồng luôn á. Y gan Ông Rồng luôn. Ừ. Rồi cái dồ đó bây giờ người ta đặt là dồ gì chứ? Dồ đá Ông Rồng đó. Đá Ông Rồng. Nằm trên cái tượng đá cao đó. Vậy hả? Kêu đá Ông Rồng. Cố gắng là đặc biệt á. Bà con nghe kể nhiều á, chú có nghe bà con kể là khi mà đi biển mà gặp khó khăn đó, có một là cá ông cứu hay đúng, là đúng hay là hai là gặp mẹ qua ông cứu không chú? Dạ, chú có nghe kể về mẫu có, chuyện đó. Có nghe đó, cá ông cứu thì cái đó nghe nhiều rồi. Dạ. Còn mẹ Quan Âm thì cái đó chú cũng chưa gần hôn, nhưng mà cái cá ông thì chú cũng nghe nhiều lắm. Nghe chú có chứng kiến về cái người nào được cá ông cứu không? Chú nghe nhưng mà chú không có thấy. Dạ. Chú cũng đi biển cũng khoảng độ có cả chục ngoài năm rồi đó, mười mấy năm đó. Dạ. Chú đi biển đó. Mười mấy chục năm. Chú có gặp cái loài cá nào mà lớn không hay là ông Nược chú có thấy chưa? Chú thấy chứ, ông Nược thì bình thường, ông Nược thì 50-70 kg là bình thường, rồi chú gặp một con cá ông đó là cái ông đó là bự, là khoảng độ như chiếc tàu đò luôn á. Dạ. Như cái chiếc cao tốc vậy đó. Dạ. Là nổi lên luôn, nổi lên bự là đợt đó chú đi quýnh ốc là về cái cạnh hòn tre cửa cành giá nè. Dạ. Mà chú thấy đằng xa mà chú nhìn là một cái là chú hết hồn hết vía luôn, bự. Dạ. Đổi lên nguyên cái mấy cái thằng ba cái mình lên luôn á, mà nó dài á chú, như là chiếc tàu đò mà cao tốc vậy đó. Cao tốc chở mình nha. Cao tốc chở mình vậy đó, bự vậy đó. Nó màu gì anh? Màu hơi đen đen, sáng hơi thấy hơi đen đen vậy đó. Cái màu cá ông cá voi mà. Đúng rồi, cá ông sẫm sẫm đó ha. Dạ rồi. Rồi chú thấy gì rồi sao, ổng có làm gì không?
Không, ông làm đi cho chút xíu, lát thì cũng ông mất tiêu rồi. Trời, chú nghe nói mà kể về ông, cái ông mà cứu người là như thế nào chứ? Cái ông cứu người là đó, chú cũng nghe, chú nghe người ta nói lại rồi chú, dạ. Chứ không có thấy. Dạ. Lại ví dụ như mấy người mà đi ngoài biển này nè là bị nhiều khi sóng gió đồ chìm á. Dạ. Sóng gió đồ chìm ghe đồ nhiều khi là mấy ổng nhiều khi là có đưa vô tới trong bờ luôn, là cũng chú nghe nhiều lắm. Đó, đưa người lên bờ luôn. Chứ chú thấy thì chú không thấy. Dạ. Ừ. Là đưa người lên bờ luôn đó chú. Dạ. À, đang khúc quan trọng mà ta điện. Rồi cảm ơn chú nhiều ha. À, chú thứ mấy tên gì chú? Chú thứ ba. Chú ba. Chú tên Hải. Chú ba Hải thì kính thưa quý cô chú anh chị, chú ba Hải là người dân địa phương và chú thường hay là chở khách đi lên Ma Thiên Lãnh này để mà cho bà con có thể tham quan và nghe những cái câu chuyện tâm linh, Phật pháp nhiệm màu quý vị. Và qua đây thì Châu Phú xin nhờ chú đọc số điện thoại. Quý cô chú anh chị khi mà ra Hồng Sơn đó điện cho chú sẽ rước chở lên trên đây có 40.000 người quý vị, ha, cặp 80 đi tham quan thoải mái luôn. Rồi chào chú, chú có thể đọc số điện thoại để bà con có thể liên hệ trực tiếp với chú ha. Không nhớ số điện thoại. Chết luôn rồi. Không nhớ số điện thoại quý vị. Bây giờ thì chừng nữa Châu Phú sẽ xin số sau và ghim lên trang màn hình. Quý cô chú anh chị có thể điện trực tiếp liên hệ ha. Rồi chúc chú và tất cả quý đồng đạo có nhiều sức khỏe. Thì Châu Phú trước khi kết thúc video chắc có lẽ sẽ quay cái săn tiên để cho quý vị xem tham quan và đi vào trong hang luôn nha quý vị. Và Nam Mô Di Đà Phật. Vậy mình xuống săn tiên đi chú ơi. Đi xuống cái đi rồi mình vậy là bữa nay chú về luôn hả? Thành thủ viết xuống nào mình kịp. Cái hang ở đâu ta? Hang bây giờ cái hang thì vô xã Bắc Tà Giang ấy, mình muốn xuống săn tiên chú. Cái hang vô sâu không chú? Vô trong đó độ khoảng giờ... 5-7 mét rồi đi dài lên tốt trên luôn. Bây giờ lên tới trên luôn ha. Lên cao luôn á. Rồi kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ Ma Thiên Lãnh thì mời quý đồng đạo nào chưa có vô thì có thể đi vô trực tiếp luôn nha quý vị. Ma Thiên Lãnh quý vị. Cảm nhận của Châu Phú khi mà vào trong đây thì rất là lạnh nha quý vị. Đây. Đây. Ma Thiên Lãnh. Ồ, trong đây giống như một cái tòa nhà quá chú Út. Đâu cái hang đâu chú? Ủa, ông chui vô trong đây nữa hả? À, là cái cửa ngay chân đây nha quý vị. Cái này có đèn năng lượng để này mình cho cứu. Dạ, dạ. Làm hai chỗ đảo nè, đây nè. Ông làm cái cửa ngay đây nè, ông chui vô trong đây nè. Chỗ này cũng rộng rãi quý vị ơi. Mà tối rồi. Chỗ đây có đèn năng lượng chân hả? Dạ. Nè 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 nè. Ủa ta. Đây nè, trong đây nè, chui xuống thử coi chú Năm. Vô trong quải bị. Vô trong rộng lắm hả chú? Rồi cho Phú chui vô thử nha quý vị. Mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Nằm nấm chui vô không? Nằm nấm đâu dám vào. Chú Út đâu dám vào. Đây, chú Năm nấm bự quá. Chú Năm nấm bự quá. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì đoàn có chú Năm Núm rất là đỡ khi đi núi quý vị. Vì sợ gặp cọp, mà cọp gặp trước ăn chú Năm Núm no rồi không có ăn ai nữa chứ. Rồi tiếp tục luôn. Thịt nạc không? Đây. Tiếp tục. Nè nè cắm bị nè, đây cắm bị nha. Cho phú vô nha. Rồi. Trời ơi, trong rộng dưới vậy tẹn. Ôi, ơi, cả đoàn mình đi vô được luôn. Được, được. Tại vì cô đang quan đi nè. Trong đây rộng lắm nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi bên đây nè, rộng lắm. Ôi, ơi, ơi, ơi. Rồi chân rộng rồi bỏ dép. Ôi, cái đầu ngang, đầu ngắn nè. Dạ. Dạ. Kìa. Ê, cái đầu gan đầu không dài lút xuống nghe huynh đệ. Đó. Thấy không? Đó. Bên trong phú thấy rõ hơn kìa. Bên đây thấy rõ nè. Cái đầu gan đầu không dài nè. Nó nói là gì hả? Kìa. Nè huynh đệ ơi. Đi vô. Vô gan đầu không dài luôn chạy. Nè thòng từ trên xuống nè. Rồi đúng rồi. Sao ta bỏ chạy mất dép hay gì còn đôi dép đây nữa nè.
sâu lắm nghe, đang thui hả? Tuốt trống kìa. Thôi đi vô luôn, đi ra cái đầu con dài kìa, có hiếu kỳ vậy. Chỗ đó rộng lắm, ở cả chục người chưa. Rộng lắm. Vậy vô vô luôn đi. Vô đi được cái chút coi. Vô đi. Đi coi. Đi ra cái đầu con dài không luôn. Kìa. Kìa đầu vô càng bự nha, có sao không chút? Hả? Không. Vô đi, vô 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 đi. Vô được không? Không sao, đi, vô đi. Chú Út xin chưa? Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Chú Út vô trước xin phép đi hả? Con mới dám bò vô. Đây nói ra đi, tôi vô vô. Đi 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 đi. Giống ló kìa. Giống ông này nè. Chú Út đi vô đi. Mà chạy mất dép luôn rồi sao kìa, ông xuống xuống ngoài. Hai đôi luôn rồi nè. Kính thưa chư vị chân thần, chư vị chứng nghe giữ hồn sơn gái. Hôm nay chúng tôi ở quê hương của ông Hai. Bác Hai đã về thì nơi mà bác đã tụng tu. Hôm nay về đây thì có một cái chỗ nơi một mà cái vị rất là màu nhiệm. Thì ở đây anh em tụi tôi quay sau thì các vị nhìn thấy vậy thì tự các vị phán đoán cái năm trăm phút. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì chúng tôi xin phép để mà thám hiểm vào tới đây để biết nơi ông Hai ở. Cái hình đi gan như ông dài nằm dài lên trên luôn nè quý vị, chứ không phải một chỗ nha. Và đá phía trên đó thấy vàng vàng luôn ha. Kìa kìa kìa. Ủa tay, ông Hai vậy là ông Hai thích tu ở trong đây ta. Và nghe nói là ông là làm cái cửa nha chú. Khi mà ai lại giật dây cái bắt đầu ông ra mở cửa và giúp bệnh cho bà con. Rồi vô luôn, vô luôn, vô luôn. Đi sao vô luôn. Vô rồi đứng được mà cứ vô. Thôi chú Năm đi vô trước đi. Chú Năm. Vô chổng trước đi chú Năm, còn dám vô chú Năm. Năm thịt nạc nhiều. Rồi chú Út kế tiếp chú Út nha. Ôi giời, em quá, đây còn hơn được cái máy lạnh nữa. Dạ. Ủa em ơi. Quá luôn rồi. Vô được luôn kìa. Rồi chú Út đi đi. Bích không? Sao con thấy luôn. Cực kỳ đông đảo bên ơi. Vô 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 nè. Rồi chú Út Văn không dám vô nha quý vị. Chú Út Văn thịt cũng nhiều lắm mà không dám vô. Chú Út Văn nghe nói mà gặp ông dài chú Út Văn không phải rồi. Đi chú Út ơi. Thôi ở sau đây có nước rịnh xuống ta. Có mặt nước nè. Đây mặt nước nè. Rất là yên quá. Sao cảm nhận của chú như thế nào chú? Ồ trong đây lạnh dữ ta. Vô đây mới mát nè. Tảng đá rồi tượng giống là không nghe ở đây thì nếu mà như canh nãy kể thì mình đến trong này nè, đá này cũng như là đá bông nữa trong dạ như đá đơm bông nữa nè, quay nè đúng không. Ở đây theo lời canh kể nãy đó ha, như chú Phú kể nãy đó thì bác Hai từ đã thu nhận hai vị cái phần âm dạ chết quan về đây là đúng rồi. Cái nơi đây là nơi chỗ ở đây là tịnh tu rất là yên tĩnh hơn năm phải để châu dạ giờ ra đây tự nhiên hay sao mình đi nực như đây giống như máy lạnh luôn ha. Đi thì đi các đi, vị đi. Ta chọn gì đây là đúng rồi. Nhóm ra đây nè. Tảng đá này nứt ra nè. Đá giống như bông luôn á. Nè đá này nứt ra nè quý vị, mà không gớt nè còn dính miếng nè. Ớn ha. Đi 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 đi. Tiếp tục đi ra. Rồi. Tiếp tục thì kính thưa quý cô chú anh chị, nghe nói là ông Hai cũng có đem hạt giống là bí đi ra đây để mà trồng quý vị. Và nếu mà không có bông thì ăn bí, ăn rau. Thì không biết như thế nào cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đến với đồng đạo Út Văn sẽ chia sẻ tiếp tục nha quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây. Và bây giờ bò ra. Đúng rồi, mát lạnh luôn nha quý vị. Ông Hai ở trong đây nè, mát lạnh luôn. Ui. Đây đây đây, đứng lên đứng lên đứng lên. Ôi. Ôi. Dạ chào chú Út nha. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. À chú Út ơi. Chú Út làm ơn chia sẻ con đó, con nghe đồng đạo kể rằng đó chú Út là ông Hai có ngày xưa là có đem hột bí đi ra đây để mà trồng, mà cái câu chuyện đó như thế nào chú Út có thể kể giùm con đoạn chú Út. Út nghe nói ông Hai hồi xưa đó ông bên đất liền á. Dạ. Ông qua đây ông tu là hồi xưa đó là bên đây cái hòn này là không có người ta. Dạ. Rồi ông qua đây ông ở rồi đâu phải tàu như bây giờ.
thì qua đây ông ở, ông đem hột dưa hột bí theo ông qua đây ông trồng ở Châu Phú. Dạ. Ông trồng lên thì có trái ăn trái, có bông ăn bông, người có đọt ăn đọt, ông sống ông tu gì đó. Vậy đó. Bông có đọt thì ăn lá luôn đó. Để nghe nói là bà bác hai chưa bây giờ dùng cái gì để nấu nướng ở đây ha. Thì bây giờ với tí hồi xưa ông ở đây thì cũng như ông qua đây rồi, cây củi này thiếu gì thì ông bẻ vô rồi ông kê đá đó rồi ông nấu, nó có cái mẻ gì nấu được rồi, đâu cần nấu cơm, cơm đâu có gạo đâu nấu. Dạ đúng thì rồi. Sống đơn sơ vậy. Cái đường mình đi gì rất là khó khăn mà sao mà đi kiếm gạo ra ha chú. Hồi xưa đâu phải như bây giờ, đâu có ai đâu mà gạo thấp gì có. Và chú có nghe kể về cái hạnh tu của ông hai không chú? Ông hai thì ông tu đặc biệt lắm, cho nên cái ngày đám giỗ ông, ngày bữa mùng mấy này bất lượng 26/2 là cái ngày đó là đồng đạo về cái chỗ ông ở bên gần chỗ phú thờ ông ba đó, đông dữ lắm luôn á. Ông sư huynh thấy bông nở, nghe nói bông nở nhiều lắm hả sư huynh? Thì cái mấy cái mai của ông hai chồng đó tới ngày đám giỗ ông là tự nhiên nó nở đó. Dạ cũng đặc biệt đặc mà đám giỗ ngày tết ông chú 26/2 có một điều mà ông sư Minh Tại hiện tại giới đây thông tin truyền thông đã có, nhưng mà ông hai ngày xưa đâu có thông tin về truyền thông đâu. Nếu mà có truyền thông bây giờ là ông hai đó ha, thì đại diện cho cái đạo Phật giáo Việt Nam mình với Phật giáo Hòa Hảo ha là ok luôn. Dạ. Đúng dạ. Ông hai đắc pháp với đạo chính an luôn đó. Vậy nè. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Giờ mình lên đâu cho Phú. Rồi bây giờ thì kính thưa quý cô chú anh chị, ngoài ông hai ở trong đó mà không biết ông hai có đi lên trên đây không ta? Chắc đương nhiên là phải có á chú. Đi lên chánh chiến cái đi rồi xuống. Đi tiếp tục luôn nhau quý vị. Lên đỉnh luôn hả? Trên đó mát dữ không chú? Dạ. Tiếp tục cái nơi cao nhất của Hòn Sơn nha quý vị. Ở đây là Ma Thiên Lãnh nha. Và kính thưa quý vị, ông hai thì cũng như là thu gọn tu cái cốc dưới quý vị, cái điểm ở dưới ha. Rồi ở trên đây chắc là cái ngôi thờ để cho các vị người ta ở quá chú ha. Ông hai lúc nào cũng khép mình hết trơn. Ở đây là cũng như là cái nơi cái ngôi mà để ông hai cúng kiến này chú. Dạ cúng nè, ngôi cúng ở trên đây nha quý vị. Bà con lập lại để bà con lập lại nè. Dạ. Không có mưa giọt luôn quý vị. Nếu mà theo như mà mình đó nghe, mà mình đi tới đây chắc có lẽ mình chọn điểm này chứ không chọn điểm dưới đó. Nhưng mà ông hai lại khác ha. Ở đây ở dưới tại vì yên tĩnh hơn. Dạ. Ở đây nè, mình để đèn năng lượng nè, thấy không? Không có đèn lượng mình đâu thấy đường đi đâu. Dạ. Ở dưới cũng đâu thấy đường. Đi. Đi. Tiếp tục luôn. Bên cái này đặc biệt lắm quý vị ơi. Mát quá. Đặc biệt quá quý vị. Tìm đến một cái nơi của bậc chân tu. Đó, cho dù là khó khăn khổ cách mấy thì mình cũng gắng mà đi quý vị. Wow. Chỗ lên trên luôn nha quý vị. Ngày xưa là không có cầu này quá. Bây giờ chắc cầu này mới làm lại quý vị. Ngày xưa Châu Phú nghĩ chắc là đi không, leo đá không nha quý vị. Ôi đây mát dữ ta. Dạ. Như là điểm này tới biển, cái này con đi cái cảnh này giống như là Thạch Sanh Lý Thông quá chú. Bò đi ra tới biển luôn. Quá luôn rồi, tới rồi nha quý vị. Ủa còn lên nè chú. Kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ Châu Phú đã đi tới cái điểm cao nhất. Ở ngoài kia là biển mênh mông ha luôn nha quý vị. Non sông nước biếc ha. Đây nè quý vị. Biển cả mênh mông ha. Gặp cá ông thì la lên nha các cô chú. Kìa các huynh đệ thích quá đi qua bên cây này cũng lâu năm lâu đời lắm rồi nha quý vị. Dạ. Đứng đâu chú? Quá luôn à. Hình thể cục đá này á. Chú thấy giống gì chú? Giống như là một vị đang nằm vậy. Dạ dạ. Thì vậy chú gọi đi cho bà con người ta coi đây. Lớn quá. Chú, giống cái gì thì người ta comment vào cái đấy. Lớn quá mình gọi không hết nè. Kính thưa quý cô chú anh chị, chút lựa nó hình này giống hình gì ha. Và mời chú lựa cùng với huynh đệ lên ta điểm cao nhất đang mình xuống ha. Lên tới Ma Thiên Lãnh. Thì Ma Thiên Lãnh cao nhất luôn nha quý vị.
Ôi. Đi, lên. Đây kính thưa quý vị, đây một cái cây khổng lồ chằng chịt ôm trên khe đá quý vị. À, những cái tảng đá lớn nè. Nhìn rất là hùng vĩ nha quý vị. Nhìn thấy ớn luôn á. Rồi mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành nha. Wow. Tới rồi nè. Và kính thưa quý vị, đây là cái điểm cao nhất của Ma Thiên Lãnh và Châu Phú. Xin kết thúc video. Và kính thưa quý vị, khi mà ông Hai tịch rồi đó quý vị, tu ở bên đây nè, thì có bạn của ông đi qua đây tơ để mà thăm ông, thì không biết là cái nguyên nhân gì đó, buồn vì bạn mình đi tu hay là buồn vì chuyện gia đình, rồi ông là tự vận luôn quý vị đó, rồi tự thiêu luôn đó. Nhưng mà một thời gian sau quý vị, ông Hai trở về gần phủ thờ ông Ba để mà tu. Khi mà ông Hai tịch đó quý vị, thì trước khi tịch ông Hai nói bây giờ đồng đạo chuẩn bị đón là tiếp một cái số lượng đó, là đồng đạo trở về đây rất là đông về đây giếng nha. Thì kính thưa quý vị, lúc đó các bà con ở bên gần cốc của ông Hai khuyên đó, gần phủ thờ ông Ba đó, nghĩ ở đây đâu có nhiều đồng đạo đâu mà sao nói kỳ vậy. Thì không ngờ sau cách đó vài ba ngày trước khi ông Hai mất là đàn, những cái đàn cò chim bay về mà đầy trời chứ quý vị ơi. Thì ông Hai mới chút cái hơi thở sau cùng. Lúc đó đó quý vị, là có một cái ngôi sao thật là sáng, chiếu sáng vô cho ông Hai ban đêm có thể là lấy sách ra đọc được luôn quý vị. Đó là một cái ánh hào quang lạ. Thì bà con cứ nghĩ rằng ông Hai đã được giảng sanh về cõi an lành. Kính thưa quý cô chú anh chị, câu chuyện Châu Phú kể tương đối là đã dài. Và Châu Phú xin kết thúc video này tại đây. Xin chân thành cảm ơn chú Út Văn cùng với các huynh đệ, cô chú đã dẫn con đường đi tới đây. Chúc tất cả quý vị sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha. Thằng ai kính chào và tạm biệt nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Chào. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Quay biển chưa? Bữa nay quay biển đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, biển này đẹp quá quý vị ơi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa tất cả anh chị em cũng như quý vị đồng đạo, kính mến, kính thưa chư quý vị. Hôm nay vào ngày 20 tháng 5 năm Giáp Thìn. Tháng 4 năm Giáp Thìn cũng là ngày cái phái đoàn của bác chúng ta đã trở về, gọi là Hòn Sơn Gái, Ma Thiên Lãnh, gọi là ở nơi đây là Ma Thiên Lãnh, thì nơi của nơi ông Hai nương náu đây là tu hành để độ được là hai cái con quỷ giác ngộ, tu hành trở lại thân tướng đẹp đẽ. Quý vị đến đây nhớ lại cũng như là giai đoạn ông Hai ra tu và đi để tìm đến một cái chỗ để mà tu hành được thanh tịnh, thời gian khó khăn. Giờ đây quý vị đến đây, thứ nhất là để đem tâm thành của mình để cầu nguyện đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho nhân chúng và thượng cầu hạ hóa. Và đây quý vị xả hết muôn duyên trở lại tâm thanh tịnh, hướng về nơi phía trước cũng như tượng đài Đức Phật đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay đơn tráng nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay phái đoàn chúng con có đến Hòn Sơn Gái để kính viếng. Điểm viếng nơi đây là Ma Thiên Lãnh.
chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa. Cầu nguyện cho đồng bào nhân loại an cư lạc nghiệp. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Cầu nguyện cho phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho phái đoàn chúng con khi đi cũng như khi về được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ giải hết quả căn, và phát tâm ăn chay cúng lại niệm Phật, làm lành giữ giới theo giáo lý của Đức Thầy cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thỉnh đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Cầu nguyện một lần lần lượt là xong, trả lại tự do toàn thể vị. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ cho Phú xin kết thúc video. Xin kính chúc cho toàn thể quý vị sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Và Nam mô A Di Đà Phật.